tay cho. Nào. Để áo chứ. Thôi khỏi gì mày, khỏi khỏi. Đây. Ừ, bánh giỏi gì vậy? Anh vừa ký đàn bà thua luôn. Đây có đàn bà không có đàn ông. Em cũng bò 50 ký phim được. Lấy bao gạo kiếm hai lần là kia mà cháu tôi ghi. Rồi vô uống nước chưa? Rồi rồi nha. Có chìa khóa cho anh Phương cho anh. Em có mua gì nhiều mua mấy con gạo rồi. Bấm mua gạo là bấm mua gạo. Đừng giữ đi anh. Chứ không cho mọi người. Hồi sáng em đi sớm, siêu thị nó chưa mở cửa. Mọi người ai có tấm lòng hảo tâm thì hãy đến với vợ chồng Hoàng Dung nha. Chào các bạn nha. Đây đang có mặt tại cơ sở của từ tâm nhân ái. Người già mà Hoàng Dũng làm clip này thì sẽ chia sẻ đến toàn thể các anh em bạn bè trên Facebook và mong mọi người hãy chia sẻ đến những nhà hảo tâm để cùng nhau chia sẻ để ủng hộ cho các em và người già mọi người nhé. Mọi người muốn ủng hộ cho chạy trẻ mồ côi thì hãy liên hệ đến với anh Sơn mọi người nhé. Lát nữa thì mình sẽ post cả số điện thoại của anh Sơn lên trên kênh của Hoàng Dũng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Cô đến chưa anh? Đến rồi ạ. Có nghĩa là con cái thì ở bên Mỹ mà lại bỏ bố mẹ ở bên này. Ông muốn nhờ ông mà ông qua bên Mỹ được. Ông ở bên Mỹ. Vâng. Ông bên Mỹ ông bao lãnh dụng nước qua. Ông là tiền Mỹ luôn tôi chết luôn á. Mỗi ngày. Đây là những đứa nhỏ xíu. Vâng. Rồi chào cả nhà. Vâng, con chào cô. Con làm gì đây? Ừ, chào con. Chào con nha. Các bạn dạy lễ phép mang và những thứ mà con biết. Chào bà nhá. Trời ơi. Nhưng những cái đứa trẻ thì rất là dễ thương anh nhá. Trẻ nào cũng dễ thương em. Con nít đứa nào cũng dễ thương. Ok, mình ra ngoài đi. Đó, nó chỉ gọi thôi đó. Hồi nãy vô dưới kia chưa ta? Vô dưới kia rồi đúng không? Đúng rồi. Xuống chưa? Chưa đúng không? Chưa thì đi xuống. Đó chơi. Gì?
Bây giờ không? Dài giờ đi dắt củi nè. Không mừng người ta đâu. Đó, dài giờ con đi dắt củi. Củi về chỗ. Bây giờ ông bà nhá. Bà. Không ngủ được không? Cho mát cái ăn được ngủ được là tốt rồi. Sân này để tập giỏi làm gì? Sân này để tập giỏi chứ. Thôi con đi đó. Dạ.